9 nét tướng của phụ nữ dễ ngoại tình, đàn ông trông thấy tuyệt đối tránh xa. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, người xưa thường có câu tướng tùy tâm sinh, để nói về cái việc chỉ cần nhìn vào tướng mạo bên ngoài cũng giúp chúng ta phần nào nhìn thấu được cái tâm can của một con người. Vậy nên các chuyên gia về tử vi tướng số đã rút ra những cái kinh nghiệm về việc quan sát tướng mặt phụ nữ lẳng lơ, ưa ngoại tình bậc nhất thế gian. Đàn ông luôn cất công tìm kiếm những người phụ nữ chung thủy để cùng mình cho đến suốt cuộc đời. Nhưng có nhiều người sẽ bối rối vì không biết lựa chọn đó có phải là đúng đắn hay không. Liệu người bạn đời trăm năm của mình có thuộc kiểu người đa tình, ham mê nhục dục và sẵn sàng thay lòng đổi dạ hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. 9 nét tướng của phụ nữ dễ ngoại tình bậc nhất thế gian. 1. Người có phần quầng mắt thâm đen, bọng mắt to. Phụ nữ có bọng mắt thâm đen thường là những người vô cùng ham hố chuyện chăn gối. Bản mệnh rất dễ dàng sa ngã vào những người đàn ông khác, ngay cả khi đó là lần đầu tiên gặp gỡ. Hơn thế nữa, đàn bà kiểu này thì thích cái cuộc sống tự do chăn gối. Người đàn ông nào bên cạnh họ không đáp ứng được cái nhu cầu ấy thì chắc chắn sẽ dễ bị phản bội. Hoặc ngay cả khi phụ nữ sở hữu cái bọng mắt to, thâm đen, được sống vui vẻ thì họ vẫn tơ tưởng đến những người đàn ông khác để tận hưởng cái cảm giác tươi mới hơn. Tuyệt đối không thể tin tưởng những người phụ nữ có nét tướng xấu này và đừng bao giờ trao gửi chọn yêu thương cho họ. Thứ hai, mắt có nhiều lòng trắng, lúng liếng và mắt liếc ngang liếc dọc. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nên nhìn vào cái đôi mắt ấy thì người ta có thể đoán được phần nào cái tính cách của một con người. Phụ nữ có đôi mắt lúng liếng, liếc ngang liếc dọc, đong đưa sẽ là những người luôn thích cái sự thay đổi, ngay cả trong chuyện tình yêu. Họ không thích ngồi yên một chỗ, không thích yêu mãi một người. Vì vậy, họ sẵn sàng ngoại tình. Nếu mà cảm thấy ở bên người khác có hứng thú hơn, hoặc không thì người này cũng sẽ gợi mở, mời gọi những người khác phái ở bên yêu thương mình, tán tỉnh mình. Mắt có nhiều lòng trắng thì lại càng chứng tỏ đây là người phụ nữ có tâm địa không tốt, hay thay lòng đổi dạ. Thứ ba, chán rô, vành tai lật và cuống tai nhọn. Bạn cần biết cái tai khác với cái vành tai. Tai to và dày thì dù vành tai thế nào cũng thì không đáng sợ. Tai nhỏ thì cuống tai nó rủ xuống cũng là người đàn bà không có phúc hậu. Nếu các quý ông mà gặp phải một người phụ nữ mà có vùng chán rô, vành tai lật, cuống tai lại nhọn thì nên tránh xa ngay lập tức. Bởi đây chính là những tướng tai hiếm gặp và rất đen đủi. Đa phần phụ nữ có tướng tai này thì thường rất cố chấp, bảo thủ, yêu cuồng si nhưng lại rất dễ hận tình, tính khí cô độc, đam mê ái tình quá đáng, thích tình một đêm và sẵn sàng sa chân vào cái nghề buôn hương bán phấn. Nếu các quý ông gặp phải cái phụ nữ kiểu này ấy, thì nên tránh xa ngay lập tức vì đó là người không có hậu. Thứ tư là phụ nữ có đôi mắt dài và mắt lá khoai. Phụ nữ có đôi mắt dài cộng với mắt hơi ti hí thì đích thị là người có tính trăng hoa. Đàn bà như vậy thì thường thích câu kéo đàn ông, muốn đàn ông phải gì chinh phục mình càng nhiều càng tốt. Bởi đây là kiểu người đàn bà rất hay liếc mắt đưa tình, trộm nhìn đàn ông và chỉ cần một ánh mắt nhìn thì sẽ khiến trái tim của các chàng trai bị tan chảy. Khi được nhiều người thích thì phụ nữ có đôi mắt này thì luôn biết lợi thế của mình và thì không bao giờ muốn dừng lại ở một người cả, kể cả ngay khi họ đã có gia đình. Phụ nữ có mắt lá khoai thì dù 10 người thì hết 9 người không đoan chính. Dẫu có yêu thương cuồng nhiệt, sâu đậm đến mấy thì họ cũng cả thèm chóng chán, thay lòng đổi dạ khi mà tìm thấy người đàn ông khác hấp dẫn hơn. Đây là cái mẫu người phụ nữ chắc chắn sẽ ngoại tình, chồng nào mà lấy phải ắt sẽ mọc sừng trong nay mai. 5. Người có đôi môi dày và cong. Phụ nữ mà sở hữu đôi môi dày và cong thường rất giỏi ăn nói, nên là cuốn hút được nhiều người khác giới. Và có thể vì cái điều này mà họ vô cùng là trăng hoa. Bản mệnh thì thích được nhiều người theo đuổi, yêu thương và chiều chuộng. Chồng không phải là người duy nhất mà kiểu người phụ nữ này trao gửi tấm thân. Phụ nữ sở hữu cái nét tướng này thì thường là không thật thà, hứa rồi lại quên, nên là khó lòng mà tin tưởng được. Đối với cuộc sống hôn nhân thì họ cũng không thực sự chân thành. Lúc nào thì cũng muốn đàn ông khác phải vây quanh lấy mình và coi họ là nữ hoàng. Còn chồng ấy thì chỉ là cái bức bình phong cho cái cuộc sống phóng túng, tự do với các mối quan hệ ngoài luồng của chính mình mà thôi. Không chỉ có đôi bờ môi quá dày mà theo tử vi phong thủy thì những người phụ nữ có môi mỏng chưa nói đã vọng động là tướng tà dâm, mê nhục dục. Nữ giới có môi mỏng không những thích cái chuyện thị phi mà còn chỉ thiếu chung thủy và thiếu sự chân thành. Và họ là những người phụ nữ mà thường dễ bị đưa đẩy đến cảnh ngoại tình. Thứ sáu là phần cằm nhọn hoắt. Người có cái tướng cằm nhọn thường là những người khá xinh đẹp, ưa nhìn. Cằm nhọn là một trong những điểm nhấn quan trọng trên cái khuôn mặt. Và cũng vì cái ưu thế này
nên là có thể họ đã tận dụng cái khả năng của mình để câu kéo những người khác phái. Phụ nữ mang cái nét tướng này theo nhân tướng học ấy, thì chính là những người ham muốn cái chuyện ấy rất cao. Họ có thể yêu một người chỉ vì cái chuyện ấy nó hòa hợp, và cũng có thể bỏ một người vì không đáp ứng được cái chuyện tình cảm của mình. Vậy nên tương lai không xa thì người này sẽ ngoại tình, phản bội chồng con nếu cảm thấy người chồng khó đáp ứng được cái điều mà mình mong mỏi. Thứ bảy, da có nhiều tàn nhang và có sắc ửng hồng. Phụ nữ nếu mà có làn da trắng hồng là những người đào hoa, được nhiều người xếp hàng theo đuổi. Lúc còn trẻ hay là khi về già, cái sức hấp dẫn của họ cũng không hề thuyên giảm. Thế nhưng phụ nữ có làn da trắng cộng thêm có nhiều tàn nhang thì đây là nét tướng của những người mà gì háo dâm. Họ xem trọng chuyện tình dục và dễ dàng sa ngã vì đàn ông khác, dẫu đã có chồng có con đi chăng nữa. Bên cạnh đó, người phụ nữ có mặt đẹp, người đời thường gọi là mặt hoa da phấn, thì thường được nhiều người yêu mến. Người phụ nữ có đặc điểm này hoặc là gì mặt trắng, có nhiều tàn nhang thì đều có tính ham muốn tình dục cao và dễ có xu hướng là ngoại tình. Theo các chuyên gia tử vi nhân tướng học thì những người phụ nữ này đều là những người phụ nữ trăng hoa, đang có số là đa phu và không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Thứ 8, người phụ nữ có đôi mắt ướt đượm buồn. Thưa quý vị, mắt ướt thì chỉ có đôi mắt long lanh như là ngấn lệ. Đôi mắt ấy sẽ khiến cho đàn ông một khi mà đã rơi vào thì khó lòng mà có thể thoát ra được. Cái sự đượm buồn ấy, cái sự lãng mạn của nàng sẽ khiến cho mọi đàn ông muốn được che chở và bao bọc. Những tưởng cô ta đáng thương, nhưng thực tế là cô nàng mắt ướt rất dễ là kẻ thích hợp cướp chồng của người khác. Họ có kế hoạch dụ dỗ, mê hoặc và lôi đàn ông có vợ lên giường trong tích tắc. Thậm chí, ngay cả khi những người đàn ông ngoại tình với họ thì cũng không thể ngờ được vì sao mọi chuyện có thể tiến triển nhanh đến như vậy. Thứ 9 là phụ nữ có nốt ruồi ở phần trán bên trái. Xem tướng phụ nữ đa dâm qua vị trí nốt ruồi thì nếu mà họ có nốt ruồi trên trán ở bên tay trái thì đây có thể là cái dấu hiệu báo trước về phần trăm tan vỡ trong hôn nhân của người con gái đó. Vì trên khuôn mặt của người con gái thì cái phần trán chính là cái phần cao nhất trên cái gương mặt, nó tượng trưng cho cái thân phận và cái người bạn đời của người phụ nữ. Chính vì thế, ngoài 30 tuổi trở ra, những cô gái có nốt ruồi ở phần trán bên trái thì dễ chủ động chán cơm thèm phở mà đi ngoại tình. Quý vị thân mến, người xưa thường nói trông mặt mà bắt hình dong. Dù mỗi một người phụ nữ đều có một cái ham muốn nhục dục khác nhau, tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe và tuổi tác và cái điều kiện sống của mỗi người. Nhưng mà nhìn chung ấy, thì thông qua cái vẻ bề ngoài thì người ta có thể một phần nào đó luận đoán được cái định mệnh về cái nhu cầu chăn gối của người phụ nữ. Nhiều người có khả năng chuyện ấy mạnh mẽ hơn so với những người khác, thường dễ bị gây chú ý bởi những cái đặc điểm nhận diện khác biệt. Như vậy vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những nét tướng của phụ nữ dễ ngoại tình, ham của lạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.